Biên tập viên Lâm Hùng và Minh Đăng cùng với ban tin tức của đài truyền IBC TV rất cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem phần Bả Trời Thương Bài vừa qua. Đây là phần 2 chương trình tin tức tổng hợp buổi sáng. Bất chấp nhiệt độ thiêu đốt, người Iraq đánh dấu sự khởi đầu của lễ Ashura. Giữa cái nóng như thiêu đốt, hàng ngàn tín đồ Hồi giáo Shiite đã hội tụ tại thánh địa Imam Hussein ở Karbala của Iraq trong ngày thứ Hai và ngày thứ Ba để kỷ niệm lễ Ashura, một lễ hội tôn giáo nhằm tôn vinh sự tử đạo của Imam Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Mohammed. Với nhiệt độ ở tại Iraq hiện nay đang tăng lên gần 50 độ C, tức là khoảng 122 độ F. Những người thờ phượng cho biết họ rất biết ơn những mái che và vòi phun nước mới được xây dựng đã giảm bớt cái nóng. Safa Hussein, một kỹ sư làm việc tại đền Husseini, cho biết: "Chúng tôi cần phải tìm ra các hệ thống để điều tiết bầu không khí bên ngoài. Có rất nhiều hệ thống này, nhưng có thể thấy ở phía sau, chúng tôi đã bắt đầu với những mái che. Năm nay chúng tôi tập trung vào việc thiết lập những mái che cố định." Imam Hussein đã chết trong trận chiến Karbala của những năm 680 sau công nguyên. Trận chiến đã củng cố sự ly giáo trong Hồi giáo giữa người Shiite và người Sunni. Toàn bộ nghi lễ kéo dài hơn một tuần và kết thúc vào ngày Ashura, hay được gọi là ngày thứ 10 của tháng Muharram theo đạo Hồi, đánh dấu thời điểm Hussein bị kẻ thù giết chết và chặt đầu ở Karbala. Thưa quý vị, các cầu thủ Tây Ban Nha hô vang Gibraltar là Tây Ban Nha trong lễ ăn mừng Euro tại quảng trường Cibeles mang tính biểu tượng của Madrid. Vào hôm thứ Hai, người hâm mộ đã tụ tập để ăn mừng chức vô địch châu Âu lần thứ tư lập kỷ lục của Tây Ban Nha, với các cầu thủ dẫn đầu đám đông trong tiếng hô vang Gibraltar là Tây Ban Nha. Tình trạng của Gibraltar, một vùng đất ở cực nam Tây Ban Nha nằm dưới sự cai trị của Anh quốc từ thế kỷ 18, và cách kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha là những điểm gây tranh cãi kể từ khi Anh quốc bỏ phiếu rời Liên Âu vào năm 2016. Tây Ban Nha đã nhượng lại tiền đồn nổi tiếng với những tảng đá cao chót vót cho Anh quốc vào năm 1713, nhưng từ lâu đã kêu gọi trả lại tiền đồn này. Vẫy cờ và mặc trang phục màu đỏ cũng như là vàng của Tây Ban Nha, hàng chục ngàn người chào đón các nhà vô địch sau cuộc diễu hành xe bus mui trần qua Madrid. Tây Ban Nha đã đánh bại Anh 2-1 vào hôm Chủ nhật, khi cầu thủ vào thay người là Mikel Oyarzabal đã ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 86 sau khi Nico Williams mở tỷ số ngay sau hiệp 1. Tin liên quan đến Việt Nam, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, vừa được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ khỏi đảng. Biện pháp khai trừ đối với đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân được đưa ra tại kỳ họp thứ 43 trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7 của Ủy ban Kiểm tra dưới sự chủ tọa của ông chủ nhiệm Trần Cẩm Tú. Ủy ban Kiểm tra đưa ra quyết định khai trừ dựa trên đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy khối là ông Lê Thanh Vân vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, bị cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt giam với lý do điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Các biện pháp này được cho biết là diễn biến trong thời gian mở rộng điều tra vụ án cựu đại biểu Quốc hội Lê Bình Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Cả hai đại biểu Lê Thanh Vân và Lưu Bình Nhưỡng đã có những phát biểu mạnh mẽ về các vấn đề tại Việt Nam trên diễn đàn Quốc hội. Thưa quý vị, tiếp theo phần tin Việt Nam, giám đốc công ty cổ phần tầm sắn Bảo Lộc chịu bắt giam và khởi tố. Giám đốc công ty cổ phần tầm sắn Bảo Lộc, ông Đoàn Ngọc Hùng vào ngày 16 tháng 7 đã bị khởi tố và bị bắt giam để điều tra liên quan vụ án hóa giá vườn cây trên tỉnh Bảo Lâm. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lâm đã cho biết đã phê chuẩn quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an huyện Bảo Lâm đối với ông Đoàn Ngọc Hùng như vừa nêu. Nhà và cơ quan làm việc của ông Hùng cũng bị khám xét. Công ty cổ phần tầm sắn Bảo Lộc có tiền thân là xí nghiệp dâu tầm tơ thuộc Tổng Công ty dâu tầm tơ Việt Nam và được cổ phần hóa rồi đổi tên vào năm 2006. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, trong suốt thời gian hoạt động, công ty cổ phần tầm sắn Bảo Lộc đã nhiều lần lập hồ sơ thanh lý, hóa giá vườn cây, trả lại đất cho địa phương để cấp đất cho các gia đình nhuận khoán. Việc cấp sổ đỏ cho các gia đình bị cho có sai phạm, thưa quý vị. Và cũng liên quan đến vụ án này thì cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an huyện Bảo Lộc đã khởi tố và bắt giam trưởng phòng kỹ thuật của công ty cổ phần tầm sắn Bảo Lộc là ông Lê Đình Chi. Ông này bị cho là giữ một vai trò đồng phạm hỗ trợ cho ông Đoàn Ngọc Hùng trong các sai phạm đang phải điều tra. Hình ảnh của những người hâm mộ ăn mừng chiến thắng Euro 2024 của Tây Ban Nha tại Pamplona và Gran Canaria. Pháo bông và pháo sáng đã được đốt trong khu vực dành cho những người hâm mộ ở tại Gran Canaria ở Tây Ban Nha, ấn định chiến thắng tại Euro 2024 trước Anh trong diễn biến ngày Chủ nhật 14 tháng 7. Còn ở tại Pamplona, những người hâm mộ vẫn mặc quần áo trắng và khăn quàng cổ màu đỏ khi họ ăn mừng ngày cuối cùng của lễ hội bò tót và xem La Rocha áp đặt mình trước tam sư. Cầu thủ vào thay người Tây Ban Nha Mikel Oyarzabal ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 86 để giúp cho đội của Anh giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trong trận chung kết Euro 2024 trước Anh và giành được chức vô địch Âu Châu lần thứ tư kỷ lục. Sau hiệp 1 cực kỳ thận trọng khi Tây Ban Nha cầm banh nhiều hơn và đối thủ của họ có được cú sút trúng đích duy nhất. Chỉ mất 2 phút sau khi bắt đầu lại, người Tây Ban Nha đã khai thông thế bế tắc với bàn thắng của Nico Williams. Và một lần nữa, số mục viên Minh Đăng và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi tin tức tổng hợp của đài IBC TV. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Đặc biệt, sự đồng hành bảo trợ của IBC Home Shopping gửi đến quý vị những sản phẩm dược thảo được hoàn toàn nhập từ Nhật Bản, Đài Hàn và Hoa Kỳ, giúp ta bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân yêu. Với chương trình sale promotion qua số phone 7148925717, shopping online tại trang nhà ibchomeshopping.com. Và tiếp nối sẽ là những chương trình chọn lọc và đặc sắc của đài trình IBC TV. Kính mong quý vị cùng đón xem và ủng hộ. Chúng tôi kính chúc cho quý vị có một ngày vô lượng an lạc.